Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Samsung Galaxy M11 nhé. Con này thì trước đó mình bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình, chính vì vậy mà mình đã reset phần mềm của nó này và bây giờ thì nó đã khởi động lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong cho các bạn coi nhé. Nó bị dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Mình sẽ bấm vào là bắt đầu này. Ở đây thì mình sẽ bấm vào là tôi đã đọc và đồng ý này. Mình chọn tiếp theo này. Ở đây thì mình đã kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình rồi nhá. Rồi mình sẽ bấm là tiếp theo này. Các bạn chờ một chút nhá. Ok, bây giờ thì nó dừng ở cái màn hình là verify pin, tức là nó vẫn yêu cầu mình phải nhập cái mật khẩu mở khóa màn hình vào thì nó mới cho mình vào sử dụng điện thoại nhá. Thì ở đây mình sẽ có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế. Mình sẽ bấm vào nhá. Đó thì nó dừng ở màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Đến đây nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn nhập vào trên máy này, nhập vào CH Play để tải phần mềm đấy, thì các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản đó vào đây thì chúng ta có thể là vào sử dụng được. Còn trong trường hợp mà các bạn bị quên luôn cả cái tài khoản Google đó thì bắt buộc chúng ta cần phải xóa xác minh tài khoản Google này nhá, thì chúng ta mới có thể vào sử dụng được. Và cái trường hợp của mình thì mình cũng bị quên cái tài khoản Google trên cái con máy này của mình. Chính vì vậy mà cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể xóa được cái xác minh tài khoản Google này nhá. Việc trước tiên là các bạn cần phải kiểm tra xem là chiếc điện thoại của các bạn đang chạy cái phiên bản Android bao nhiêu. Đó, nếu mà đang là Android 10 thì các bạn sẽ không cần phải hạ xuống nhá. Còn nếu mà chiếc điện thoại của bạn mà đang chạy cái phiên bản Android 11 thì chúng ta cần phải hạ về cái phiên bản Android 10 để chúng ta xóa cái xác minh này nhá. Ok, nhân tiện kiểm tra cái phiên bản Android của cái con này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là reset phần mềm khi mà các bạn bị quên cái mật khẩu mở khóa màn hình nhá. Bây giờ mình đang ví dụ là chiếc điện thoại này đang bị mật khẩu mở khóa màn hình này, thì các bạn cũng sẽ không thể nào tắt được nguồn đi nhá, mà các bạn sẽ bấm giữ cho mình phím nguồn và phím giảm âm lượng này để khi màn hình nó tắt. Các bạn chờ khi màn hình nó tắt thì các bạn sẽ chuyển nhanh bấm cho mình phím nguồn và phím tăng âm lượng nhá. Đó, mình sẽ chuyển nguồn và tăng âm lượng này. Khi logo Samsung nó hiện lên thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra này, nhưng mà vẫn phải giữ phím tăng âm lượng nhé, để chúng ta sẽ vào cái chế độ Zico Remote. Ok, mình đã vào được cái chế độ Zico Remote này rồi. Các bạn để ý này, đến đây thì chúng ta cũng nhận biết được là con này nó đang chạy cái phiên bản Android 11 nhá. Vì vậy mà con này mình sẽ phải hạ về cái phiên bản Android 10 rồi mình mới xóa cái xác minh tài khoản Google nhá. Đó, cái mã của nó là M115F. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là reset phần mềm nhá, khi mà các bạn bị quên mật khẩu màn hình. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển xuống cho mình cái mục là Wi Data Factory Reset này. Các bạn bấm phím giảm âm lượng. Đó, rồi các bạn sẽ bấm phím nguồn để xác nhận này. Tiếp tục mình di chuyển xuống cái mục là thiết lập lại dữ liệu ban đầu này. Sau đó là mình sẽ bấm phím nguồn để xác nhận này. Ok, mình lại tiếp tục di chuyển xuống cái mục là Wi-Fi Partition này. Lại chọn phím nguồn để xác nhận này. Di chuyển xuống Z này và chọn phím nguồn để xác nhận này. Bây giờ về sáng nó đang ở Reboot System Now thì mình sẽ bấm phím nguồn để khởi động lại máy nhé. Ok, với trường hợp cái con này nó đang chạy cái phiên bản Android 11 thì mình cần phải hạ về cái phiên bản Android 10 nhé. Nếu mà các bạn đang chạy cái phiên bản Android 10 thì các bạn sẽ bỏ qua cái bước chúng ta hạ về cái phiên bản Android 10 nhé. Bắt buộc chúng ta cần phải hạ về cái phiên bản Android 10 thì chúng ta mới có thể là xóa được cái xác minh tài khoản Google. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhé. Trên màn hình máy tính của mình thì các bạn cần phải mở cho mình cái trình duyệt là Google Chrome lên này. Ở đây mình đã mở sẵn rồi nhé. Các bạn sẽ vào cho mình cái trang đó là samfvk.com này. Sau đó là Enter này. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái tên của cái máy này vào đây nhá. Con này là con Galaxy M11. Đó, ở đây có hai cái mã là Samsung Galaxy M11 thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mã là M115F nhá, mà vừa chúng ta đã xem ở trong Zico Remote. Đó, mình sẽ chọn vào cái dòng đầu tiên này. Mình sẽ kéo xuống dưới và chọn quốc gia nhá. Đây các bạn để ý, mình sẽ chọn quốc gia là Việt Nam. Đây đang là Asian ở châu Á đây. Mình sẽ kéo cái thanh này sang để tìm Việt Nam nhá. Đây các bạn để ý đây, quốc gia của chúng ta là Việt Nam đây nhá. Mình sẽ bấm vào này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ tìm cho mình cái ROM Android 10 nhá. Đây các bạn để ý này, đây là Android 11 này, 11 này, 11 này, 11 này. Đây Android 10 này, các bạn tải luôn cho mình cái phiên bản Android này nhá. Cái level của nó là level 2 này, các bạn sẽ tải cho mình cái level cao nhá. Đó, mình sẽ bấm vào đây này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào là download direct nhá. Đó. Đây các bạn để ý này, mình đang tải cái ROM về nhé. Các bạn sẽ chờ cho cái ROM này tải về. Ở đây thì mình đã tải về rồi nhé, nên ở đây thì mình sẽ cancel ra này. Mình đã tải nó về đây rồi. Mình sẽ bấm vào cái mũi tên này.
Sau đó là mình sẽ bấm là Show in Folder này. Rồi mình sẽ cho cái ROM này ra desktop nhá. Mình sẽ chọn là cắt này. Mình sẽ cho ra desktop để cho các bạn dễ nhìn nhá. Mình cho ra đây đi. Rồi mình sẽ giải lén cái ROM này ra nhá. Mình sẽ chọn là extract to samfirm.com này. Ok, đây cái thư mục ROM mà vừa mình giải lén mình sẽ cho đây nhá. Mình sẽ mở cái thư mục này ra để mình coi. Đây là ROM 1 file này, 2 file, 3 file, 4 file, 5 file. Nhưng mà thực tình mình sẽ chỉ sử dụng là 4 file này thôi nhá. Đó, 4 file này thôi. Vì file CSC và file Home CSC thì các bạn có thể là chọn bất kỳ file nào nhá. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái tool đó là Odin để mình flash nhá. Trên màn hình các bạn cũng nhìn thấy là mình có tool là Odin này. Để mình, bây giờ mình sẽ flash để hạ cái phiên bản Android của nó về 10 nhá. Kẹo nữa thì mình sẽ sử dụng cái tool là Samsung FLP 2020. Thì link của hai cái tool này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về nhá. Sau khi các bạn tải về thì các bạn cũng cho ra desktop giống như mình để chúng ta dễ dàng thực hiện. Bây giờ thì mình sẽ giải lén cái tool Odin này ra này. Mình sẽ chọn là extract to Odin này. Các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải lén vào là full none nhé. Mình bấm là ok này. Đây Odin mình sẽ cho ra đây nhé. Cho ra đây để các bạn dễ nhìn này. Rồi mình sẽ mở Odin lên này. Mình sẽ chạy Odin luôn này. Ok này. Mình quên mất, đầu tiên là các bạn nên cài đặt cho mình cái driver là Samsung USB driver nhá. Ở máy của mình thì mình đã cài đặt cái Samsung USB driver này rồi, nên mình sẽ bỏ qua cái bước cài đặt. Còn đầu tiên các bạn chưa cài thì các bạn cần phải cài đặt cho mình cái driver này. Cái quá trình cài đặt khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc mở nó lên rồi bấm next next và finish là xong thôi. Mình sẽ quay trở lại Odin này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái cáp sạc của con Samsung M11 này nhá. Một đầu này thì mình sẽ gắn sẵn vào máy tính này. Đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc điện thoại của mình nhá. Rồi mình sẽ tắt nguồn đi này. Mình sẽ tắt nguồn đi này. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình phím nguồn này và phím giảm âm lượng nhá. Để chúng ta đưa nó về cái chế độ download mode. Các bạn cứ bấm giữ thôi. Vẫn không được nhá thì chúng ta sẽ đợi nó khởi động lên. Rồi chúng ta sẽ làm cách khác nhá. Rồi mình sẽ tắt nguồn đi này. Bây giờ mình thử cái cách là mình bấm cả tăng cả giảm âm lượng nhá. Sau đó là mình ghim cáp vào này. Đó, rồi mình sẽ bấm là tăng âm lượng này. Như vậy là mình đã vào được cái chế độ download mode trên con Samsung Galaxy M11 này rồi. Đó các bạn để ý ở đây cái cổng COM này nó cũng đã nhận ra rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ chọn những cái file ở trong cái thư mục ROM này nhá. Đó. Đây các bạn để ý này. Nó có những file đầu AP, BN, CP, CSC này. Thì mình sẽ chọn lần lượt nhé. Mình sẽ bấm vào là BL này. Rồi mình sẽ tìm cái ROM mà mình vừa giải lén này. Đây, mình sẽ vào cái ROM của nó này. Mình sẽ chọn cái file có đầu là BL này. Tiếp theo mình sẽ bấm vào AP để mình chọn cái file có đầu là AP nhé. Đây. Cái file AP này nó load hơi lâu. Mình sẽ cắt cái đoạn này cho đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, cái file AP nó đã load xong rồi nhá. Tiếp theo mình sẽ chọn cái file có đầu là CP này. Mình sẽ chọn cái file có đầu là CP này. Rồi mình sẽ chọn cái file có đầu là CSC nhá. Mình sẽ bấm vào CSC và mình sẽ chọn cái file có đầu là CSC này này. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ bấm vào start nhá. Đó, các bạn để ý là cái thanh này nó đang chạy như này và mình sẽ tua nhanh cái đoạn này cho đỡ mất thời gian chờ đợi của bạn nhé. Ok, như vậy là cái quá trình flash ROM để hạ cái phiên bản Android 11 này về 10 của mình đã thành công rồi nhá. Các bạn để ý trên Odin của mình thì nó đã có thông báo là pack rồi. Và điện thoại của mình thì nó đang khởi động lại. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ kết nối vào Wi-Fi nhé. Mình sẽ chọn tiếp này. Rồi mình sẽ kết nối vào cái mạng Wi-Fi của nhà mình này. Đó, hiện tại thì cái con điện thoại của mình nó đang là Android 10 nhá. Rồi mình sẽ kết nối này. Ok, mình đã kết nối vào cái mạng Wi-Fi rồi nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn tiếp trên màn hình máy tính của mình. Bây giờ thì mình sẽ giải lén cái tool đó là Samsung FLP 2020 này ra nhá. Đó. Mình sẽ giải lén nó ra này. Rồi mình cũng điền cái mật khẩu giải lén vào là full none này. Mình bấm ok này. Cái thư mục mà mình vừa giải lén ra đây nhá, mình sẽ mở cái tool này ra này. Các bạn sẽ bấm cho mình đây nhá, các bạn sẽ mở cho mình Samsung FLP 2020 này. Các bạn chọn yes cho mình này.
Đó, cái việc đầu tiên là các bạn sẽ bấm cho mình vào là Disable Driver Signal này nhá. Các bạn bấm OK cho mình này. Ở đây nó báo là cái quá trình disable đã thành công và các bạn cần phải khởi động lại máy tính cho mình nhá. Mình bấm OK này. Đó, rồi mình sẽ khởi động lại máy tính nhá. Rồi mình sẽ khởi động lại máy tính của mình này. Power này, restart này. OK, máy tính của mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ thì mình lại mở lại cái từ mục Samsung FRP 2020 này. Các bạn lại mở lại cho mình cái tool là Samsung FRP 2020. Mình chọn Yes này. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là bypass FRP này. Ở đây nó báo là chiếc điện thoại của chúng ta cần phải kết nối vào Wi-Fi nhé. Mình sẽ bấm là OK này. Đó, nếu mà trên màn hình máy tính nó hiện lên cái bảng là cài đặt driver anyway thì các bạn sẽ chọn cho mình dòng thứ hai là cài đặt driver anyway nhé. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi và trên màn hình điện thoại thì nó hiện lên cái bảng easy firmware này. Mình sẽ bấm vào là xem này. Rồi ở đây nó báo là cập nhật Samsung Internet thì mình sẽ bấm là hủy này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái trình duyệt Samsung Internet rồi. Bây giờ thì mình sẽ gõ lên cái thanh địa chỉ này. Mình sẽ truy cập vào cái trang mà mình hay dùng để phá các tài khoản Google. Xóa các tài khoản Google nhé. Mình sẽ vào trang là vnzom.net này. Xiệt bypass này. Đó, mình sẽ vào trang này nhé. Rồi mình cứ chọn là cho phép này. OK, đến đây thì các bạn sẽ bấm cho mình luôn vào cái mục là set Quinox này nhé. Để chúng ta có thể là đặt lại mật khẩu màn hình coi sao nhé. Mình sẽ bấm vào là set Quinox này. Đó, rồi ở đây thì mình hay sử dụng cái mẫu hình nhá. Mình sẽ bấm vào mẫu hình này. Rồi mình sẽ vẽ một cái mẫu hình đơn giản là chữ Z này. Mình sẽ chọn tiếp tục này. Mình sẽ vẽ lại chữ Z để mình xác nhận nhá. OK, bây giờ thì mình sẽ thử tắt màn hình rồi mở lại màn hình quay sao nhá. Đó, như vậy là cái chữ Z này nó đã hoạt động. Bây giờ thì mình sẽ khởi động lại điện thoại nhá. Mình sẽ bấm là khởi động lại này. Rồi mình coi xem có xóa được cái xác minh tài khoản này không nhá. OK, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi. Mình sẽ mở khóa ra nhé. Mình sẽ vẽ vào chữ Z này. Rồi mình sẽ bấm vào mũi tên này. Mình sẽ chọn là tôi đã đọc và đồng ý này. Chọn tiếp theo này. Rồi mình sẽ chọn tiếp này. OK, bây giờ thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái chữ Z vào nhé. Đó, cái chữ Z mà vừa chúng ta đặt. Đó, như vậy là mình đã thoát được cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn rồi. Các bạn để ý là ở đây nó có cái tùy chọn là bỏ qua. Mình sẽ bấm là vào là bỏ qua nhé. Tiếp tục mình chọn bỏ qua này. Rồi mình sẽ vuốt lên trên này. Và chọn chấp nhận này. Các bạn chờ một chút nhé. Rồi mình sẽ chọn là tiếp theo này. Tài khoản Samsung này thì mình sẽ bấm là bỏ qua này. Bỏ qua này. Rồi mình bấm là hoàn tất này. Rồi mình bấm tiếp tục này. Bỏ qua này. Rồi ở đây thì mình bấm là tiếp tục đi. Tiếp tục này. Rồi ở đây nó đã có cái màn hình là tất cả đã xong. Mình bấm là kết thúc này. OK, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của cái con Samsung Galaxy M11 này để có thể sử dụng được bình thường rồi. Như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa cái xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Samsung Galaxy M11. Con này của mình thì trước đó thì nó đang chạy cái phiên bản Android 11. Mình đã hạ nó về cái phiên bản Android 10 để mình xóa cái xác minh tài khoản nhé. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.